bất ngờ một thiếu tướng xin theo đạo Công giáo. Thành Long mến chào cộng đoàn. Trên trang Facebook của cha Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ câu chuyện như sau. Điều ít biết về tướng Lê Quang Vinh, tức Ba Cụt. Tướng Lê Quang Vinh sinh năm 1923, mất năm 1956, biệt danh Ba Cụt. Là một thủ lĩnh quân sự của giáo phái Hòa Hảo, cấp bậc thiếu tướng, tư lệnh một đội quân biệt lập chống lại chính quyền thuộc địa Pháp và Việt Minh vào những năm cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 1950. Ông cũng là một trong những thủ lĩnh ly khai của quân đội Hòa Hảo chống lại chính quyền Thủ tướng Đình Diệm và quân đội quốc gia Việt Nam. Năm 1955, ông bất hợp tác với chính quyền Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Sau đó ông bị bắt và bị kết án tử hình chém đầu khi mới 33 tuổi. Sau khi nói chuyện với cha Michael Nguyễn Quang Toán, dòng Chúa cứu thế, ngày 13 tháng 7 năm 1956, trước khi bị hành quyết, ông đã xin chịu phép rửa tội và nhận tên thánh Michael. Nhân tháng các linh hồn, xin Chúa thương nhận các linh hồn, những nạn nhân của chiến tranh, dịch bệnh được lên chốn nghỉ ngơi đời đời. Thiếu tướng Lê Quang Vinh, ông sinh năm 1923 tại Rạch Bằng Tăng, xã Thới Long, nay thuộc phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, trong một gia đình tiểu nông. Tuy nhiên, từ tuổi nhỏ, ông sống ở làng Chắc Cà Đao, huyện Châu Thành, tỉnh Long Xuyên, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông được một người cậu tên Huỳnh Kim Hoành nuôi dạy học cho đến hết chương trình tiểu học, đồng thời cũng thụ giáo võ nghệ với một võ sư tên là Sáu Kim. Sớm ảnh hưởng hoạt động truyền đạt của giáo chủ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, ông gia nhập đạo vào năm 1939 khi vừa mới 16 tuổi. Tính tình cứng rắn, ngang tàng và cuồng nhiệt, ông đã để tóc dài để chọn đời theo đạo. Ông đồng thời tự chặt đứt một ngón tay của mình để khước từ nguyện vọng của cha mình muốn ông trở về làm ruộng. Từ đó, ông có biệt danh là Ba Cụt. Khi lực lượng Việt Minh khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước thì ở tại miền Nam, lực lượng của họ không đủ sức kiểm soát toàn bộ tình hình. Nhiều nhóm vũ trang tự thành lập và đứng dưới danh nghĩa của các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và Giang Hồ Bình Xuyên. Và ông là thủ lãnh quân sự của Hòa Hảo. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy điều gì? Trải qua những biến cố vật lộn với cơm áo gạo tiền, quyền lực danh vọng, có nhiều người đến cuối cuộc đời mới nhận ra chân lý của Chúa. Để được cứu rỗi phần linh hồn, vì thế chúng ta thấy có nhiều xin gia nhập đạo khi đã về già, khi sắp qua đời. Xin Chúa sáng soi cho nhiều người nhận ra chân lý nước trời. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.